Chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật rất là nhiều các cái mã hàng mới. Hôm nay thì bên em về tiếp cái mẫu môi thìa hoàng gia coi nhá. Đó. Môi thìa hoàng gia thì cái con này thì trước bên em cũng bán rất là nhiều rồi, thì đợt này mới lại có hàng về. Đợt này em về cái màu nó cũng rất là đẹp luôn, thì lại lên trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn. Các bác xem kênh thì đừng quên nhấn like. Các bác xem kênh thì đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ giúp kênh giúp cho em để quý khán giả biết tới shop Phạm Huấn nhiều hơn, cũng như là xem và mua các mặt hàng của bên em coi nhé. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đấy thì cái bộ môi thìa hoàng gia này của nó là bao gồm là 7 món các bác nhá, 7 món. Đây, hàng của hãng. Đấy, vỏ hộp viết các thứ đàng hoàng, hàng rất chất lượng luôn. Có lên cho em là môi thìa hoàng gia 400k bao ship. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì hàng đựng trong hộp như này các bác nhá, rất chất lượng luôn. Đấy. Em sẽ đi vào chi tiết. Bộ này của nó là bao gồm là 7 món các bác nhá, 7 món. Đấy, 7 món. Môi thìa hoàng gia các bác nhá. Đấy. Môi thìa hoàng gia siêu chất luôn. Bộ này của nó bao gồm là 7 món các bác nhá. 7 món rất chất lượng luôn. Đấy, các bác lên đã giúp cho em là bộ môi thìa hoàng gia rất chất lượng luôn. Đây các bác nhá. Đó. Đầu tiên của nó là một cái con môi môi lỗ như này các bác nhá. Một con môi lỗ này. Đó. Cán này của nó đều là bằng sứ hết các bác nhá. Đó, bằng sứ hết. Cán bằng sứ hết cho nên nó rất là chất luôn. Đó, cán bằng sứ 100%. Các bác nhá. Đấy, còn cái này thì của nó là inox mạ vàng, inox mạ vàng cho nên nó rất là đẹp và bền các bác nhá. Đó. Tiếp theo là đến một cái môi dạng như là cái môi bẹt nhưng mà cũng dập lỗ này các bác nhá. Môi bẹt dập lỗ này. Thứ hai là cái môi múc canh này, thứ ba là môi múc canh các bác này. Đó, môi múc canh này. Đấy. Thứ tư là một cái môi múc canh to nữa này, một cái môi múc canh to. Đó. Thứ năm là một cái dạng môi như kiểu là môi cào này các bác, môi cào các bác nhá. Đó, nó cũng dập lỗ ở giữa như này. Đó. Và thứ sáu là một cái con xẻng như này các bác nhá, một cái xẻng như này để các bác có thể là xào rau hoặc là rán chiên, nói chung là đa di năng luôn. Đấy các bác nhá. Hai cái dập lỗ, hai cái đặc và hai cái dập lỗ, hai cái đặc và hai cái xẻng, nói chung là một bộ 6 món như này. Một bộ môi thìa hoàng gia 6 món như này. Giá chỉ có 400k, bao ship tới tận nhà. Đấy các bác để trong gian bếp nhà mình rất là sang xịn mịn và hoành tráng luôn đấy các bác nhá. Nó rất hoành tráng luôn. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ như này các bác nhá. Đó. Một cái bộ môi thìa hoàng gia như này rất là đẹp. Đấy, chất liệu của nó thì bằng sứ các bác nhá, bằng sứ hết. Đấy, khi các bác treo thì nhớ treo hai bên thì em cho nó cân. Đó, các bác treo to nhỏ lớn bé hai bên cho nó cân để các bác để cho nó vững các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây các bác quan sát nhá. Đấy, rất là cân đối, rất là đẹp. Đấy, các bác đấy. Một cái bộ môi thìa hoàng gia rất là đẹp như này. Súng xính luôn các bác nhá. Đó, rất là đẹp. Đấy, màu sắc, chất lượng nói chung là rất đẹp luôn. Đây, các bác để trên cái kệ bếp nhà mình thì cực kỳ là uy tín luôn các bác nhá. Đây. Đấy, rất là uy tín luôn. Sạch sẽ đẹp các bác nhá. Đó. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác một cái bộ môi thìa hoàng gia này. Giá của nó là 400.000 các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là môi thìa hoàng gia. Đấy, lên mã giúp cho em là môi thìa hoàng gia này. Môi thìa hoàng gia 400k các bác nhá. 400k bộ môi thìa hoàng gia này. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop em lại tiếp tục về cái lô bàn chải đánh răng của Hàn Quốc các bác nhá. Bàn chải đánh răng của Hàn Quốc, hàng của Hàn. Đấy, Hàn Quốc đây, Korea này. Đấy, con này của nó thì nó đang bán ở Việt Nam mình trong các siêu thị là giá là 36.000, giá là 36.000. Đấy, thì bên em thanh lý được cái lô này ở các cái siêu thị ở Việt Nam mình thôi. Đấy, siêu thị họ thanh lý giá rất là tốt luôn. Đấy, bên em bán chỉ có 10k một cái này thôi nhá. Đấy, bàn chải Hàn Quốc than tre hoạt tính thôi nhá. Các bác lên cho em là bàn chải Hàn. Đó, bàn chải Hàn. Bên em bán với cái giá là 10k thôi nhá. Bàn chải Hàn Quốc. Đấy, 10k một cái này thôi nhá. Bàn chải Hàn Quốc đây. Korea đây các bác này. Đó, Korea đây. Đó, mã tem mã vạch đàng hàng. Hàng xuất sang cái siêu thị của Việt Nam đây. Nó đang bán là 36.000 Việt Nam đồng nhá. 36.000 Việt Nam đồng một chiếc. Đó, thì hôm nay bên em sẽ thanh lý cho các bác với giá là 10k. Các bác lên mã cho em là bàn chải Hàn có nhá. Bàn chải Hàn 10k. Con này của nó thì sợi của nó thì cực kỳ là tơ mềm mảnh luôn các bác nhá. Đó là sợi than tre hoạt tính có nhá. Đó, than tre hoạt tính. Đấy, bàn chải thì lông rất là tơ mềm luôn có nhá. Lông rất là tơ mềm luôn. 10k một con bàn chải này. Tiếp theo thì em lên cho các bác đó là bên shop hôm nay về được mấy cái lấy cái tăm ở trên đây. Lấy hộp tăm đây. Đó, bên shop về được ít cái hộp tăm các bác nhá. Hàng rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Hàng rất đẹp luôn. Đó đây các bác này. Hộp tăm này là hộp tăm tự động rất là sạch sẽ. Các bác chỉ cần bỏ tăm vào như này. Ấn lên là xong. Đó. Thì bên shop đang gửi tới các bác với giá là 40k hộp tăm này các bác nhá. Các bác lên cho em là hộp tăm 40k. Con này thì nó rất là đơn giản thôi. Nó rất là đơn giản thôi. Thì khi các bác sử dụng ấy thì mình đậy vào đây nha. Đó, đậy vào đây như này. Còn khi mình bỏ tăm thì mình bỏ vào đây, bỏ tăm vào đây. Đấy, đậy vào nắp này là xong. Và đây nó có cái ấn như này. Các bác ấn như này là cái tăm nó sẽ tự đẩy nó lên như này. Rất sạch sẽ, không hề có một tí bụi bẩn nào luôn. Đó. Đấy, trẻ con thì cũng rất là an toàn.
Đấy, và rất là đẹp luôn, bằng nhựa ABS coi nhá, nhựa ABS nguyên sinh, rất là đẹp và sạch sẽ. Đấy, em có màu đỏ, màu đen và màu xanh sữa này, xanh sữa coi nhá. Đó. Nói chung là bên em gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đấy, tại vì cái này nó cũng đơn giản, nó chả có cái gì phức tạp cả, thế nên cũng không cần màu mè hoa Mỹ. Đấy, 40k một con này coi nhá, 40k một con này. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng coi nhá. Các bác lên mã giúp cho em là hộp tam 40k coi nhá. Đây các bác, đây là tam đây nhá, em sẽ cho tam vào hộp này. Đấy, cho tam vào hộp các bác nhá. Đấy, cho tam vào hộp. Ok. Sau đó các bác đậy nắp lại này. Đấy, các bác đậy nắp lại cho em. Đó, đậy nắp lại. Đây. Mình chỉ cần ấn lên như này là cái tam nó sẽ đẩy lên coi nhá. Đó, đây. Đây các bác này, tam nó đẩy lên đây này. Đây. Đấy, cái tam nó đẩy lên này. Tam nó đẩy lên đầu này, xong các bác rút ra thôi. Đấy các bác nhá. Đó, đây. Rất là tiện này. Đấy. Các bác cứ ấn này là tam nó sẽ đẩy lên coi nhá. Đấy. Các bác ấn như này cho em. Ấn này cho em là tam nó sẽ đẩy lên thôi. Đấy, rất là tiện. Đấy, tam nó sẽ đẩy lên đầu như này. Và các bác sẽ lấy ra, rất là tiện luôn nhá. Đó, rất là tiện luôn. Thì con hộp tam này bên em đang gửi tới các bác với giá là 40k nhá. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng. 40k cái hộp tam này các bác nhá, rất tiện dụng luôn. Đó. Các bác lên cho em hộp tam 40k. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái đồng hồ bật lửa các nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đồng hồ bật lửa. Con này thì về các bác phải bơm ga vào các nhá. Bơm ga vào chứ không thể bật ngay được đâu. Đó. Thì ở đây của nó là một chiếc đồng hồ như này. Một chiếc đồng hồ như này. Đó, một chiếc đồng hồ này các bác này. Đó. Đây, bật lên nó có đèn như này các bác này. Hàng siêu đẹp, siêu chất luôn các nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó. Hàng của Nhật rất chất lượng luôn. Đây đựng trong một cái hộp như này, rất chất lượng luôn nhá. Đấy, rất chất lượng luôn. Đằng sau này của nó toàn chữ Nhật hết các bác này. Đó, toàn chữ Nhật hết đây các bác nhá. Đó, toàn chữ Nhật đây. Về các bác cứ bơm ga vào là xong. Đấy. Các bác lên cho em là đồng hồ bật lửa. Con này thì hôm nay bên shop về cái giá rất là tốt luôn. Một con đồng hồ rất là chất, rất là đẹp các bác nhá. Đó, rất chất, rất đẹp. Hàng rất chất, rất đẹp luôn các bác nhá. Đây. Đấy, các bác ấn bật lên này là lửa nó lên. À là đèn nó lên thì các bác xem đồng hồ này. Còn các bác sạc thì các bác bơm ga thì các bác bơm vào dít đít đi cho em. Đó. Em về đợt này được hai màu. Đó là màu đen và màu vàng. Đấy, màu đen và màu vàng. Thì đây, rất đẹp luôn các bác này. Đó, rất đẹp luôn. Đấy, rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Đây, rất đẹp luôn. Thì các bác lên cho em là đồng hồ bật lửa các bác nhá. Đấy, đồng hồ bật lửa. Đây. Các bác quan sát này. Đó. Hai màu nó cũng tương đương như nhau thôi. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác lên cho em là đồng hồ bật lửa các nhá. Đồng hồ bật lửa. Đây. Đấy, rất đẹp luôn, toàn bộ chữ Nhật lòng hoàng hết các bác này. Đó. Con này thì bên shop gửi tới các bác với giá là đi 150k. Các bác lên cho em là đồng hồ bật lửa 150k con đồng hồ bật lửa này các nhá. Đồng hồ bật lửa 150k các nhá. 150k con đồng hồ bật lửa này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái bảng tô các nhá. Đấy, bảng tô. Đấy, hôm nay thì bên shop về cái màu này, cái mẫu này rất là đẹp luôn, hàng chuẩn Nhật các bác này. Đấy, toàn chữ Nhật lòng hoàng hết đấy các bác này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là bảng tô. Con bảng tô này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 100.000. Hôm nay bên em sẽ thanh lý cho các bác cái giá là 170k các nhá. Đấy, các bác lên cho em là bảng tô 100k. Đấy, sẽ thanh lý cho các bác luôn với giá là 70k con bảng tô này. Các bác lên cho em là bảng tô 70k thì em sẽ cho bác xem cái con bảng này nó sẽ như nào các bác nhá. Đó, đây. Thì các bác dở ra này. Đó. Ở trong nó là một cái bảng như này. Lưu ý các bác là đây là một cái bảng như này các bác nhá. Đấy. Thì việc đầu tiên các bác cần làm đó là phải mở cái phần mở khóa này lên. Mở cái phần mở khóa này lên nhá. Mở phần mở khóa này lên này. Đấy. Đây nó có cái bút này. Đấy. Nó có cái bút đây. Đấy. Có cái bút đây. Đấy. Có cái bút đây là các bác bắt đầu lấy ra để tô vẽ này. Đấy, tô vẽ thoải mái luôn các bác nhá. Đấy. Tô vẽ thoải mái như này, sau đó các bác ấn cái nút xóa này là nó sẽ hết này, đấy các bác nhá. Đó. Có nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, rất tiện dụng luôn các bác nhá. Đó. Hàng thì siêu chất luôn các bác nhá. Đó. Hàng siêu chất luôn, rất tiện dụng luôn. Đó. Các bác gõ shop Phạm Huấn này. Đó. Shop Phạm Huấn các bác nhá. Đấy, con này thì các bác dùng cho trẻ em, rất là thoải mái, các em tô vẽ nguệch ngoạc rồi là thỏa sức sáng tạo luôn để cho các em tránh xa máy tính bảng điện thoại. Rất là tiện dụng các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là bảng tô. Con này thì bên em đang bán là 100.000. Hôm nay sẽ thanh lý cho các bác với giá là 70k con bảng tô này. Các bác lên cho em là bảng tô 70k các bác nhá. Đó. Giá cực kỳ là rẻ, hạt rẻ cho các bác luôn. Đó. Đây các bác nhá. Đấy, 70k thôi. Đây. Các bác nhá, rất chất lượng luôn, toàn chữ Nhật hết các bác này. Đó, bảng tô 70k các bác nhá. Đó, 70k con bảng tô này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô thớt xanh của Nhật đây. Đó. Lô này thì bên shop cũng về cái giá rất là tốt các bác nhá. Đó. Về cái giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đó, các bác lên cho em là bảng thớt xanh thôi nhá. Thớt xanh. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là thớt xanh. Đấy, con này thì các bác lên cho em là thớt xanh thôi nhá. Đó. Con này bên em đang bán là 100k. Hôm nay bên em cũng xả kho thanh lý luôn cho các bác với giá là 70k con thớt xanh này.
70k con thớt xanh này có nhá. Các bác lên cho em là thớt xanh 70k có nhá. Hàng siêu chất luôn. Đây có này. Đó. Một con thớt như này. Đó. Chất liệu của nó thì được làm bằng nhựa, nhưng mà cái nhựa này của nó là thuộc dòng nhựa cao cấp, có kháng khuẩn kháng khiếc hết luôn đúng không nhá. Đấy. Kháng khuẩn rồi có cái phần này để đánh vảy cá này. Đây, các bác rửa xong thì các bác đặt này cho em. Đó, rửa xong thì các bác đặt như này. Đấy, đặt như này. Hoặc các bác có thể treo trực tiếp lên, xoay vào như này là treo lên có nhá. Con này thì có dùng để thái rau thái dợ rồi làm cá làm gà, nói chung là rất là ok luôn. Hàng cực kỳ chắc chắn có nhá. Nó rất chắc chắn luôn. Đó. Giá thì cực kỳ tốt luôn. Đấy, các bác lên cho em là thớt xanh Nhật các bác nhá. Thớt xanh Nhật bên em gửi tới các bác cái giá là 70k con thớt này. 70k thôi, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn thôi nhá. Thớt xanh 70k, đang bán 100, thanh lý luôn cho các bác, giá là 70k. Tiếp theo thì hôm nay bên shop em lại tiếp tục về cái lô đó là cái con kéo tỉa đây không nhá. Đó, kéo tỉa này. Đấy, các bác lên cho em là kéo tỉa không nhá. Đó. Hàng của Nhật, hàng này thì hàng mới thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng các nhá. Đó, lên cho em là kéo tỉa này. Đó. Kéo tỉa. Kéo tỉa 30 các nhá. Kéo tỉa 30 con này đấy. Bên em gửi tới các bác với giá là 140k. Có lên cho em là kéo tỉa 30, kéo tỉa 30 sen, 140k bao ship các nhá. 140k bao ship. Lên cho em là kéo tỉa 30, 140k bao ship. Đấy, chiều dài của nó thì có thể là phải là hơn 30 các bạn. Đây, em xem nào. Đó, chiều dài của nó tầm khoảng 30 nhá, rất dài luôn. Đó, rất dài luôn. Một con kéo dài như này, các bác có thể dùng để làm vườn cắt tỉa rau dợ gà cá tôm, nói chung là rất chất luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 140k con kéo tỉa này các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là kéo tỉa này. Kéo tỉa 30, 140k bao ship đây. Hàng made in Japan này các bác này. Đó, made in Japan này. Hàng siêu chất luôn các bác nhá. Đó. Đây, nguyên đai nguyên kiện như này. Con này thì các bác có thể dùng đa di năng luôn này, cắt cỏ này, tỉa lông nai lông cừu này, rồi cắt thực phẩm này, làm cá này, cắt rau này, rồi tỉa cây cảnh này. Đây. Đấy, ở bên đấy nó ứng dụng rất là đa di năng luôn các bác nhá. Đó, bên Nhật nó ứng dụng rất là đa di năng luôn. Thì các bác lên cho em là kéo tỉa. Con này bên em gửi tới các bác cái giá là 140k kéo tỉa này thôi. Giá rất hợp lý cho các bác coi nhá. Tiếp theo đó là hôm nay bên shop em lại tiếp tục về cái lô máy sấy tóc các bác nhá. Máy sấy tóc hàng của Nhật các bác này, hàng Nhật xuất đây các bác nhá. Đó, đây, Style in Japan các bác. Đó, rất chất lượng luôn. Đấy, con này công suất của nó là đi 3500W. Công suất cực kỳ lớn luôn các bác nhá. Đó. Đây, đầu máy xo của nó này các bác này, công suất cực kỳ lớn luôn. Có hai hệ công tắc đây các bác nhá. Đấy, hai hệ công tắc rất là tiện dụng như này. Đó. Các bác lên cho em là máy sấy tóc các nhá. Con này thì bên shop đang bán là 200. Các bác lên mã giúp cho em là máy sấy tóc các nhá. Máy sấy tóc con này thì bên shop đang gửi tới các bác giá là 200k. Đấy, hôm nay bên em cũng xả kho thanh lý cho bác với giá là 180k và bao ship các nhá. 180k bao ship con máy sấy tóc này. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn, 180k bao ship các bác nhá. Đó. Hàng rất chất lượng luôn. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô vòi cam xanh. Các bác lên mã giúp cho em là vòi cam xanh thôi nhá. Đó, vòi cam xanh. Con này thì nói chung là rất là tiện dụng rồi. Một con vòi cam xanh như này. Đó, hàng thanh lý siêu thị bên Nhật thôi nhá, rất chất lượng luôn. Đó. Cái này của nó bằng đồng thôi nhá. Cái này của nó bằng đồng này. Đó, còn đây là các cái phần kết nối này. Đấy, ở đây thì các bác có thể xoáy những cái này ra để kết nối với các cái phần khác. Đấy, bằng nhựa không nhá. Đấy, con này là bằng nhựa ABS, cực kỳ chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 100k. Đấy, 100k bao ship các nhá. 100k và bao ship luôn. 100k một con này, bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng luôn nhá. Ở đây thì nó có chia ra làm hai van nước được. Đấy, một van là xả bên này hoặc xả bên này. Đó, thì các bác tùy theo các bác sử dụng. Cái này thì các bác có thể lắp vòi vào để tưới cây, tưới cối rất là tốt. Đấy, còn cái này thì các bác dùng để xả sử rửa trực tiếp thôi nhá. Đấy, hai van nước luôn, nói chung rất là tiện. Giá bên shop đang gửi tới các bác cực kỳ tốt luôn. 100k bao ship các bác lên cho em là vòi cam xanh. Vòi cam xanh 100k bao ship các bác nhá. Vòi cam xanh 100k bao ship. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô lọ tinh dầu các bác nhá. Đó. Lọ tinh dầu này thì các bác để trên ô tô, trên phòng, trên nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, nói chung là được hết các bác nhá. Đấy. Lọ tinh dầu của Nhật các bác này. Đó. Cái này nó có tặng kèm các bác những cái bấc dạng bấc gỗ như này. Đấy, rất là tiện để cho các bác sử dụng này. Và phía trong của nó thì nó có một cái lọ tinh dầu như này các bác này. Đấy, một cái lọ tinh dầu như này. Đấy, về các bác rút ra. Rút ra sau đó thì mình cắm cái bấc này vào. Đấy. Đấy, các bác cắm cái bấc này vào là xong. Nếu các bác muốn nó ra từ từ thì các bác cho một hai cái bấc là cùng thôi. Đó là nó sẽ được lâu các bác nhá. Đó, một cái lọ tinh dầu như này. Rất là thơm luôn các bác nhá. Đây. Đấy. Cái này thì bên nó là nó chuyên dùng cho các cái khách sạn này này. Đấy, lúc nào các bác vào khách sạn thấy mùi thơm phức là nó dùng cái loại tinh dầu này. Rất là thơm luôn các bác nhá. Đấy. Một cái lọ tinh dầu như này đó. Bên shop thì đang bán với cái giá là 80.000. Hôm nay thì
bên em sẽ thanh lý cho bác giá cực kỳ tốt luôn, là 60k một lọ tinh dầu này có nhá, 60k. Đấy, các bác em cho em là lọ tinh dầu, đó, lọ tinh dầu có nhá, lọ tinh dầu bên em đang gửi tới các bác với giá là 60k một lọ tinh dầu này có nhá, rất là chất lượng luôn có nhá. Đấy, về các bác cắm vào như hình này, đấy, hotel này có nhá. Đó, dùng chuyên dùng cho khách sạn đấy, bên đấy nó chuyên dùng cho các khách sạn. Đấy, các bác lên cho em là lọ tinh dầu 60k có nhá, lọ tinh dầu 60k. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô cao ngựa các bạn. Đó, cao ngựa. Đấy, miền Bắc thì đang vào cái mùa gọi là nứt nẻ gót chân gót tay đấy các bạn. Đó, con này thì các bác chuyên dùng cho bôi cho nứt nẻ gót chân gót tay các kiểu được luôn các nhá. Đó, cái nứt nẻ da chân da tay, gót chân gót tay các nhá. Đó, thì tinh chất của cao ngựa thì các bác biết rồi, nó rất là tốt các nhá. Đó, đây một cái lọ cao ngựa như này các bạn. Đó, một cái lọ cao ngựa như này đây các nhá, rất là tốt luôn. Đấy, của nó là một lọ này là đi 30g đấy các bác nhá. Đây, đấy thì các bác dùng để bôi nó rất là tốt luôn các nhá. Đó, rất là tốt luôn, bôi thì các bác bôi vào da chân da tay đấy, đây các bác nhá, bôi vào da chân da tay nó giúp cho các bác mềm này, đấy, mềm và giữ độ ẩm cho da rất là tốt luôn các nhá. Đấy, giữ độ ẩm cho da rất là tốt luôn. Đấy, các bác có thể bôi da chân da tay hoặc là gót chân gót tay các nhá. Đó, rất là thơm luôn các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là cao ngựa các nhá, cao ngựa 40k. Đó, lên cho em là cao ngựa nhá. Đó, cao ngựa 40k nhá, 40k một lọ cao ngựa này. Đó, đây thì có cái video người ta đã sử dụng đấy các bác nhá. Đó, đây các bác nhá. Đó, thì cái dòng này nó chuyên trị là nứt nẻ gót chân gót tay, da khô da nứt các bác nhá. Đấy, các bác bôi lên tay chân, đặc biệt là vào miền Bắc này thì bắt đầu nó đến cái mùa gọi là mùa hanh khô các bác nhá, mùa hanh khô thì da tay chân của bác thường hay bị khô nứt nẻ, các bác bôi vào thì nó rất là tốt luôn các bác nhá. Đó, giúp cho các bác là chống tay chân bị khô bị nứt nẻ rất là tốt luôn, đặc biệt là bôi vào gót chân gót tay đấy các bác, đấy da chân bị khô đấy, nói chung là nôm na là như vậy các bác nhá, đã có người sử dụng rất là nhiều rồi, đánh giá rất là tốt các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là bơm lùn. Đấy, các bác lên trang là bơm lùn Nhật các bác nhá. Đó, bơm lùn Nhật, con này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là đây, đấy, bơm lùn Nhật này. Đó, bơm lùn bên em đang gửi tới các bác giá là 180.000. Đấy, cũng thanh lý cho các bác 150k và vẫn bao ship nhá, 150k bao ship con bơm lùn như này, hàng rất chất lượng luôn các bác nhá, một con bơm như này. Đó, hàng mới tinh chưa qua sử dụng, rất chất lượng luôn. Đó, một con bơm như này các bác nhá. Đấy, khẳng định đẳng cấp thương hiệu luôn đây các bác nhá. Đó, thì con này nó cũng có đồng hồ báo đàng hoàng các bác nhá, đồng hồ báo đàng hoàng, thân trong này của nó là bằng thép hết các bác nhá. Đấy, thân bằng thép sáng choang luôn các bác này, thân bằng thép sáng choang luôn. Đây, em sẽ dặn bơm thử cho bác xem nhá, hơi cực kỳ là đẫy và khỏe luôn. Đấy, các bác có thể dùng dặn chân hoặc dặn tay thoải mái tùy theo. Đấy, bác thấy không, hơi rất là đẫy luôn các bác nhá. Đấy, dặn chân dặn tay thoải mái, có đồng hồ áp suất báo luôn, dặn tay cũng được, con này nó rất là nhẹ, các bác có thể dặn tay được luôn. Đây, dặn tay rất là nhẹ luôn các bác nhá. Đó, rất là nhẹ luôn. Ở đây thì các bác được tặng kèm thêm các cái đầu kết nối đây các bác nhá. Đó, các bác có thể được tặng kèm thêm các cái đầu kết nối của con này nhá nhá. Đấy, bơm phao bơm bóng, nói chung là bơm đa chức năng được luôn. Đây, có đồng hồ báo các thứ nhá, rất dày dẫn và chắc chắn luôn. Các bác lên cho em là bơm lùn, bên em gửi tới các bác với giá là 150k con bơm lùn này các nhá, 150k con bơm lùn này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cái lô máy trà gót chân các nhá. Các bác lên mã giúp cho em là máy trà gót chân. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá đó là con máy trà gót chân này là, các bác lên cho em là máy trà gót chân các nhá. Đó, máy trà gót chân, máy trà này, gót chân các nhá. Đó, gót chân. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác giá là 130k và bao ship các nhá, 130k bao ship. Lên mã giúp cho em là máy trà gót chân các nhá. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn, đặc biệt là bác nào bị da khô nứt nẻ buổi tối đến tắm xong thì các bác mài cho em. Đấy, ở đây các bác còn được tặng kèm thêm một viên đá nữa các bác nhá, tặng kèm thêm một viên đá nữa. Đây. Đấy, và có dây sạc đi kèm này, về các bác cắm cái củ sạc điện thoại nhà mình đây, cắm sạc vào đây cho em. Đó, rất là tiện này. Cắm sạc vào đây. Đấy, còn công tắc bật thì đơn giản thôi. Đấy, các bác bật này, có cả đèn báo luôn. Đấy. Ví dụ như là cái gót chân của bác bị nứt nẻ này, đấy. Các bác đưa vào mài đi cho em. Đó, mài sạch đi các bác nhá. Đó. Đấy, nó sẽ sạch cái gót chân nứt nẻ này các bác nhá. Rất là tốt luôn. Đấy, các bác tắm xong bắt đầu lúc cái da nó mủn ra rồi thì các bác đưa vào các bác mài đi cho em. Đấy, có lên trên là máy trà gót chân đây. Đấy, máy trà gót chân được tặng kèm thêm một viên đá nữa, có hai viên đá luôn các bác nhá. Đó. Đấy, thì con này bên shop đang gửi tới các bác với giá là đi máy trà gót chân này là 130k. Có lên trên là máy trà gót chân 130k bao ship. Tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô dao lọc các nhá. Đấy, dao lọc đây. Các bác lên trên là dao lọc các nhá. Đấy, con này bên em đang bán là 250.
cũng thanh lý luôn cho các bác với giá là 230k. Có lên mã giúp cho em là dao lọc coi nhá. Đây, dao lọc rất sắc luôn coi nhá, rất sắc luôn. Đấy. Rất sắc bén luôn coi nhá. Đó. Thì con này của nó thì chuyên để lọc gà, lọc vịt rồi nói chung là đấy, là thái thiết coi nhá, rất sắc luôn con này. Đó, dao rất là sắc bén luôn. Có thấy không? Đó, dao rất sắc coi nhá. Đó. Đây coi nhá. Đó, rất sắc luôn. Các bác lên cho em là dao lọc hàng của Nhật coi nhá, rất chất lượng luôn. Con này thì nó có tặng trong cái bao da như này. Đấy. Đấy, có lên cho em là dao lọc bao da hoặc là dao lọc là được rồi. Em chỉ có một mẫu này thôi. Lên cho em là dao lọc 230k bao ship thôi nhá, 230k bao ship. Đó. Rồi, sản phẩm còn rất nhiều, em xin dừng video tại đây. Xin gửi lời cảm ơn chân thành.